Cảm ơn quý vị bận giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Nhạc lá Bồ Đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc lá Bồ Đề với câu chuyện Vì sao phải trạng nghiệp, chuyện của kiên định. Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi hết thảy những nhân duyên tao ngộ của chúng sanh đều do nghiệp lực chiêu cảm. Dẫu thần thông lớn đến mấy cũng không thể thoát được nhân quả. Vào thời Đức Phật còn tại thế, ở vương quốc Kosala đã xảy ra một sự việc làm người dân kinh sợ. Có một chàng thanh niên tên là Angulima, thông minh, hiếu học và theo học với vị thầy Bà La Môn Manibaha cậu là vị đệ tử xuất sắc nhất trong số đệ tử của ông. Không ngờ, phong thái cao quý và tướng mạo tuấn tú của cậu đã làm sư mẫu sinh ra tà niệm, nảy ra ý định muốn quyến rũ. Nhưng khi âm mưu bị thất bại, bà ta vu oan cho Angulima vô lễ với mình. Quá tức giận vì thầy muốn giết chết cậu, nên nghĩ ra cách trao cho cậu bí quyết thăng thiên tà ác chỉ cần giết đủ một trăm người và dùng xương ngón tay của họ làm thành một sâu chuỗi để đeo, thì sau khi qua đời có thể lên thiên đàng. Tin lời Thầy, cậu không biết rằng ông đang dạy mình làm điều ác, để sau này mọi người kinh sợ và xa lánh. Một ngày nọ, Đức Phật đang tỉnh tọa, có một đệ tử đi hóa duyên trở về, kể cho Đức Phật nghe câu chuyện bên ngoài kinh thành Savatthi, có kẻ giết người. Người nào bị giết liền chặt xương ngón tay sợ sâu treo trên người. Trông ghê sợ. Sau khi nghe xong câu chuyện, Đức Phật lặng lẽ đứng dậy và đi về phía khu rừng, nơi Angulima đang ẩn đáo. Trên đường, Ngài gặp rất nhiều người dân, cầu xin Đức Phật đừng đi về phía trước để tránh khỏi gặp họa sát thân. Đức Phật hiểu ý tốt của mọi người. Ngài không ngần ngại tiến về phía khu rừng. Khi đó, từ đằng xa, Angulima thấy một người đang đi một mình tiến về phía anh ta. Thì trong lòng vui mừng, nghĩ thầm. Lâu lắm, mọi người không ai dám đi một mình qua chỗ ta như vị tăng nhân này. Sau khi nhảy lên vì vui mừng, Angulima cầm đào và chạy theo Đức Phật nhưng ông ta phát hiện mình không đuổi kịp tức giận nghĩ thầm thật là kỳ lạ tại sao ta không thể đuổi kịp một nhà sư đang đi bộ rất bình thường hóa ra đức phật đã thi triển pháp lực thần thông khiến cho angulima có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp angulima không đuổi kịp được đức phật nên hét lên một cách hoảng loạn dừng lại dừng lại vì tăng nhân kia mau dừng lại cho ta. Đức Phật trả lời, ta đã dừng lại từ lâu rồi. Angulima chính là ngươi, không thể dừng lại. Angulima cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, rõ ràng ông vẫn đang đi, sao có thể nói rằng đã dừng lại? Đức Phật trả lời, Angulima, ta đã sớm ngừng những hành động ác gây tổn thương tới chúng sanh rồi nhưng ngươi chưa bao giờ dừng lại nhà ngươi vẫn đang tạo nghiệp ác sát hại chúng sanh nghe tới đây angulima nghĩ thầm mình đang làm việc xấu tạo nghiệp ư tại sao thầy mình nói rằng nếu có thể giết hàng ngàn người sau khi chết sẽ được thăng thiên xem ra vị tăng nhân mà ta có đuổi cách nào cũng đuổi không kịp kia là người có thể giải thoát cho ta Nghĩ đến điều đó, Angulima buông bỏ đau xuống và nói với Đức Phật, cầu xin Ngài hãy cho phép con xuất gia theo Ngài. Đức Phật đồng ý thận cầu của ông ta và nói, hãy đến đây Angulima. Với sự giúp đỡ của Đức Phật, Angulima hoàn thành nghi thức xuất gia, chính thức trở thành một tu sĩ trong tăng đoàn thông qua việc Đức Phật cảm hóa Angulima, mọi người cảm nhận được sự từ bi vô bờ bến của Ngài bằng sự cảm hóa của Đức Phật. Mặc dù Angulima đã cải tà quy chánh, nhưng những điều xấu to lớn nghiêm trọng mà ông đã làm trong quá khứ, tội ác gặp trời của ông không thể làm bá tánh đương thời lãng quên và tha thứ. Vì vậy, vua Ba Tư Nạc vẫn phải truy bắt angulima nhà vua dẫn năm trăm binh sĩ bao vây khắp nơi tìm bắt angulima khi đoàn người đi qua nơi đức phật vua ba tư nặc xin vào thỉnh giáo đức phật đức phật nói đại vương lần này ngài đích thân đem quân để tấn công nước nào vậy vua ba tư nặc trả lời thế tôn tôi muốn truy nã tên sát nhân angulima đức phật lại hỏi đại vương nếu Angulima đã theo tôi xuất gia trở thành một tỳ kheo, thì ông sẽ đối xử như thế nào? Vua Ba Tư Nạc trả lời Thế Tôn, nếu Angulima đã theo Ngài xuất gia, thì tôi cũng kính lệ cúng dường ông ta giống như với các tỳ kheo khác. Nhưng tên sát nhân Angulima đó không có một chút thiện niệm nào. Ông ta nhất định không thể xuất gia làm một tỳ kheo lời vua ba tư nặc vừa dứt chỉ thấy đức phật giơ tay chỉ vào một cái cây cổ thụ cách đó không xa dưới gốc cây có một vị tỳ kheo đang tọa thiền đức phật chậm rãi nói với vua ba tư nặc đại vương người tỳ kheo kia chính là angulima nghe tới đó vua ba tư nặc kinh ngạc nhìn angulima đức phật nói với nhà vua Angulima hiện nay không còn là kẻ sát nhân làm người ta khiếp sợ nữa. Cứ như vậy, Angulima tu tập ở nơi hoang vắng cùng với Đức Phật, sống cuộc sống khất thực tham khổ. Bởi kiên định thành tâm tu hành, qua một thời gian, ông đã đắc được quả vị A-la-hán. Tuy nhiên, những tội ác nghiêm trọng trong quá khứ không thể xóa và phải hoàn trả. Đây chính là nguyên nhân tại sao mỗi lần ông vào thành xin ăn đều bị xua đuổi. Mặc dù Angulima đã khoác áo tỳ kheo, nhưng vẫn bị mọi người coi là tên sát nhân. Người dân trong thành thấy ông thì lập tức rủ nhau lấy gạch đá ném tới tóc vào người Angulima tới sức đầu chảy máu. Khi chứng kiến tình cảnh chật vật khổ sở của ông, Đức Phật từ bi an ủi Angulima khi con gặp người khác đánh mình, hãy cố gắng nhận nại. Nguyên nhân vì những điều đã gây tạo ra, bây giờ con phải gánh chịu. Đều là báo ứng cho tội lỗi con đã gây ra. Qua câu chuyện trên là ác nghiệp hay thiện nghiệp mà bản thân người gây ra phải gánh chịu. Đây là điều mà không ai có thể cưỡng lại và không thể tiêu trừ. Ngay cả Ngài Mục Kiền Liên, Đệ Nhất Thần Thông cũng không thể dựa vào sức mạnh thần thông của mình mà chịu tội thay người khác. Vì vậy, Đức Phật mới khai thị cho ông. Nhưng có bảy điều chúng sinh tuyệt đối không cách nào thoát khỏi. Bảy điều đó là sinh, lão, bệnh, tử, tội, phúc và nhân duyên. Do đó, dù người có sử dụng thần thông để hóa giải tai nạn, người ta cũng không thể thoát khỏi tội nghiệp bản thân đã gieo trong quá khứ. Ngày nay, có người không tin quả báo, cho rằng người tốt sai lại gặp vận hạn, kẻ xấu sao vẫn ngày ngày hưởng lạc. Nhân quả thông qua ba đời, hoặc còn lâu hơn, những người ác hiện nay đang hưởng lạc, cũng bởi vì xưa kia họ tu thiện, nên phúc báo hiện nay vẫn còn tiếp tục do nhân thiện. Hiện nay họ làm ác, tương lai ác sẽ chịu quả báo không phải là không báo, mà là chưa đến lúc và thôi. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 at gmail.com. Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington at TV Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình tổ chức ngày nhân quyền cho Việt Nam Việt Nam Human Rights Day May 11 Organization thư mời tham dự lễ kỷ niệm năm thứ 26 ngày nhân quyền cho Việt Nam Việt Nam Human Rights Day 2020 Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, quý đoàn thể cùng quý đồng hương, nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103 258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam đạo luật này không những nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân hoa kỳ đối với công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc việt nam mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm người việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những nhân quyền căn bản của người dân trong nước vì hoàn cảnh đại dịch virus Vũ Hán, lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức trực tiếp trên mạng xã hội Facebook Việt Nam Human Rights Day và YouTube Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 2020. Thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020, vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 10 giờ sáng giờ Houston, 8 giờ sáng giờ Little Saigon và 10 giờ tối giờ Saigon, Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên YouTube, Facebook hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Trân trọng kính mời. Destiny Nguyễn, trưởng ban tổ chức.